MC Đại Nghĩa lần đầu tiết lộ về 10 ngày tu tập, làm nhiều việc nặng nhưng nhẹ lòng. Đại Nghĩa đã có những ngày tu tập tại chùa như một tu sĩ thực thụ. Cuối tháng 10 vừa qua, MC Đại Nghĩa đã xuống tóc tham gia khóa tu tại một ngôi chùa ở Huế. Anh xuất ra gieo duyên trong vòng 10 ngày như một tu sĩ thực thụ. Tuy nhiên, mãi đến nay, anh mới chia sẻ về chuỗi ngày tu hành của mình. Chiều 10 tháng 11, Đại Nghĩa đã có bài viết chia sẻ về chuỗi ngày tu hành của mình. Anh liệt kê chi tiết các công việc phải làm dù có những việc khá nặng nhưng ai cũng hăng say lao động và không hề tị nạnh chắc hẳn cũng có người ở nhà chưa từng làm qua những việc này nhưng vào đây mọi người làm được hết ai chưa từng làm thì sẽ có cơ hội để làm chỉ cần mình đừng ngại khó ngại khổ những lần trước lên chùa ở vài ngày vừa nghỉ ngơi vừa làm công quả mình cũng đã từng đóng cọc đổ xi măng lót gạch sàn xúc đất vét bùn kéo xe những việc mà đó giờ ngay cả khi đóng phim mình cũng chưa từng làm qua vậy mà rồi mình lại làm được hết có người hỏi có người lo mình khổ mình cực nhưng ngược lại mình lại cảm thấy rất an vui. Cái thân có mệt một chút nhưng cái tâm lại nhẹ nhàng thơ thới, vậy là hạnh phúc rồi chứ nhỉ. Đại nghĩa nói về 10 ngày tu tập tại chùa, nam MC đính kèm những việc mình làm ở chùa dù nặng nhọc nhưng rất vui vẻ. Khá vất vả là vậy nhưng đại nghĩa không cảm thấy khổ cực. Ngược lại, anh còn cảm thấy vui khi được trải nghiệm những ngày sống yên bình và lao động miệt mài bằng chính sức lực của bản thân. Đại Nghĩa gây bất ngờ với hình ảnh xuống tóc đi tu 10 ngày. Hình ảnh xuống tóc đi tu cùng những chia sẻ mới đây của Đại Nghĩa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả lẫn truyền thông. Trước đó, nam MC và diễn viên võ tấn phát vướng nghi vấn, đường ai nấy đi. Ngày 27 tháng 10, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh MC Đại Nghĩa cạo tóc, đắp y xuất ra tại Huế. Thông tin này thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng, truyền thông. Trong đó, không ít người hâm mộ của nam nghệ sĩ tỏ ra bất ngờ trước quyết định từ thần thần tượng. Theo đó, Đại Nghĩa và 83 khóa sinh khác cùng làm lễ thế phát ở khóa tu xuất ra gieo duyên lần thứ 14 với chủ đề sống thức tỉnh, chết bình an ở chùa huyền không. Khóa tu lần này diễn ra trong 10 ngày, đồng thời mọi sinh hoạt truyền thống của các khóa sinh sẽ giống hệt như một tu sĩ bình thường. Trong những ngày tu tập, họ được hướng dẫn từ học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, đến trì bình khất thực. Để tham gia, tất cả phải cam kết tuân thủ việc không sử dụng điện thoại di động cũng như khép mình vào lối sống thiền môn dấu lớn dấu lớn, MC Đại Nghĩa vui vẻ bước vào khóa tu ngắn hạn. Đây là tâm nguyện của nam diễn viên từ rất lâu, khoảnh khắc xuống tóc xuất ra giao duyên của anh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong thời gian của khóa tu, Đại Nghĩa sẽ sinh hoạt như một tu sĩ bình thường. Đại Nghĩa được hướng dẫn từ học Pháp, hành thiền, đến tụng kinh, Pháp đàm, anh cũng được trải nghiệm những hoạt động như trà đàm chia sẻ hay đến trì bình khất thực. Nam nghệ sĩ tham gia quét dọn khuôn viên chùa cùng các khóa sinh khác đây là quãng thời gian nhiều ý nghĩa với Đại Nghĩa. Trước đó, vào ngày 25 tháng 10, thông qua trang cá nhân, MC Đại Nghĩa có những chia sẻ sau chuyến đi từ thiện tại Huế cũng như quyết định xuống tóc xuất ra gieo duyên lần này. Anh viết, Huế một ngày rất mưa, tuy gấp gáp nhưng cuối cùng thì mình cũng thu xếp được để ra với Huế ngay trong những ngày mưa gió này. Bên cạnh lại còn có những người anh em bạn bè đi cùng nữa. Những chuyến đi như thế này chưa bao giờ là sung sướng nhưng cũng chưa có ai cảm thấy cực khổ để phải than van nói sao hết lời cảm ơn đến những người em mà không cần kể tên thì ai cũng biết, đã đồng hành cùng anh. Chỉ một ngày nhưng cũng xứng đáng cho một ngày của chúng ta. Cảm ơn team trà đảo cũng đã sát cánh cùng nghĩa trên mọi nẻo đường xuôi ngược. Giờ thì các anh em đã lên máy bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, team trà đảo thì vẫn còn ở lại Huế vì vẫn còn các công tác khác nữa đang cần trong những ngày tới. Còn mình thì đã lui về trốn của mình, mình sẽ sống ở nơi mình nghĩ mình luôn thuộc về, và làm điều mà mình nghĩ là lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu. Cảm ơn về những điều ý nghĩa mà những người thân yêu đã làm cùng với nghĩa ngày hôm nay. Trước đó, đại nghĩa có chuyến từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Huế. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh là nghệ sĩ rất tâm huyết với chuỗi hoạt động thiện nguyện của mình. chấm chấm chấm, tham gia cùng Nam MC đình đám còn có nhiều nghệ sĩ khác. Trong ảnh, diễn viên Duy Khánh thăm hỏi và phát quà cho bà con. Zin Tuấn Kiệt và Puka cũng vui vẻ đồng hành với đàn anh. Tuy tất bật với các dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh, Nhật Kim Anh vẫn tranh thủ bay ra Huế để cùng Đại Nghĩa giúp đỡ những trường hợp đang gặp khó khăn. Trước khi phát nguyện xuất gia ngắn hạn, MC Đại Nghĩa có hơn 10 năm ăn chay trường. Trong những chia sẻ của mình, anh cũng không ít lần bày tỏ ước nguyện đi tu. Nam nghệ sĩ tâm sự, từ nhỏ tôi đã muốn đi tu. Khoảng năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường. Một là mình trở thành tu sĩ, hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà nên thời điểm đó, gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó, tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ, tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu. Nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già dạ yếu ai nuôi. Đó là sự rằng xé rất lớn. Nói về công việc diễn xuất, MC Đại Nghĩa cho hay quyết định gắn bó với nghiệp diễn giúp cuộc sống của anh đỡ nhàm chán hơn. Mỗi nhân vật và cuộc sống vay mượn từ đó giúp mỗi ngày của nam nghệ sĩ trở nên ý nghĩa, đa màu sắc. Ngoài ra, việc ăn chay trường giúp anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không dễ nổi nóng như trước, biết kiềm chế trong mọi tình huống. Song song đó, cách nhìn nhận nhân vật hay mọi thứ ở cuộc sống thường nhật của Đại Nghĩa cũng bình thản hơn rất nhiều. Việc ăn chay trường giúp Đại Nghĩa kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Anh cũng thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận mọi thứ so với trước. Ảnh FB Bùi Đại Nghĩa. Những năm qua, Đại Nghĩa là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tại làng giải trí Việt. Bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn thành công ở lĩnh vực mc khi tham gia dẫn dắt cho rất nhiều chương trình truyền hình thực tế lớn đồng thời thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cuộc sống thời gian gần đây đại nghĩa gây chú ý khi vướng nghi vấn đường ai nấy đi với diễn viên điển trai võ tấn phát trước đó họ có quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường dù chưa một lần lên tiếng xác nhận về tin đồn tình cảm đại nghĩa võ tấn phát vướng nghi vấn đường ai nấy đi khi cùng tham dự đám cưới của diễn viên anh tú nhưng đi riêng cả hai không tương tác với đối phương đại nghĩa và võ tấn phát lơ nhau trước đó họ có quãng thời gian dài gắn bó với nhau việc đại nghĩa quyết định tham gia khóa tu lần này tuy khiến khán giả không khỏi bất ngờ nhưng ai nấy cũng đều ủng hộ bởi lẽ đây là tâm nguyện từ nhỏ của anh các fan hy vọng nam nghệ sĩ sẽ có trải nghiệm đáng nhớ nhiều ý nghĩa trong những ngày lưu lại chùa huyền không huế